Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp được phát sóng trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, chúc cho tất cả quý vị gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, tính cách đặc trưng của những người tuổi Tuất là cực kỳ trung thành và thông minh và giỏi chịu đựng. Hầu hết những người tuổi Tuất đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích. Dù làm bất cứ điều gì cũng đều đạt được những thành tựu nhất định. Bước sang tháng 8 âm lịch này, được quý nhân giúp đỡ, đưa đường chỉ lối, cho nên trong thời điểm này, tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 sẽ được nâng đỡ che chở rất nhiều, công việc hanh thông thuận lợi, làm gì cũng đều được suôn sẻ, may mắn. Con đường tài lộc trong tháng này cũng lúc nào cũng rộng mở với tất cả quý vị gia chủ. Và xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi video sau đây để nắm bắt được vận trình tài lộc của mình quý vị nhé. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Người tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 mệnh ốc thượng thổ, nghĩa là đất nóc nhà. Người tuổi Bính Tuất có tính nguyên tắc, lập trường rất cao, họ sống theo khuôn khổ và những hệ thống quy tắc chặt chẽ, nhiều khi thấy họ bảo thủ, nguyên tắc và cố chấp. Tuy nhiên vạn nhân vạn tính, vì mỗi người là một tiểu vũ trụ. Tính lập trường, nguyên tắc, khuôn phép, mực thước có thể giúp họ trở thành người bảo vệ quy tắc, quản lý, duy trì thành quả mà không ai tốt bằng. Tâm lý của những người tuổi Bính Tuất luôn luôn hướng tới việc bảo vệ, che chở những người khác, lấy đó là mục tiêu và là con đường duy nhất trong suốt quá trình hoạt động của mình. Bảo vệ người khác với những hệ thống quy tắc quy phạm chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuộc đời, là khuôn vàng thước ngọc, hệ quy chiếu chuẩn chỉ trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện và hành xử. Thường ngày hay bất cứ hoàn cảnh nào, họ cũng là người mô phạm đạo đức, ung dung và hiền hậu. Người tuổi Bính Tuất mệnh ốc thượng thổ có phần khô khan trong lối sống, chỉ biết làm tốt nhiệm vụ, lại cứng rắn nên nhiều người không hợp hoặc thấy họ lạnh lùng, cô độc. Trong xã hội, họ là những tấm gương mẫu mực rất đáng noi theo, học tập cả về đạo đức lẫn tác phong. Vì thế họ thường trở thành những người thầy giỏi, nhà hiền triết hay các nhà quản lý tài ba. Cách làm việc và tác phong của họ cẩn trọng, logic, chặt chẽ, thiên về phòng thủ, giữ gìn, không mạnh về tiến công, nếu duy trì ổn định trật tự thì tốt. Tử vi tháng này cho thấy gia chủ sẽ gặp nhiều may mắn, mọi mặt trong cuộc sống đều tiếp diễn một cách bình ổn, bản mệnh nghĩ thoáng hơn về mọi việc, nên tâm lý cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, mang lại những tác động tích cực đối với sức khỏe. Tình hình tài chính nói chung ổn định, dù không tiền bạc ngập két thì vẫn dư giả cho những hoạt động hàng ngày trong cuộc sống. Tình cảm không có nhiều biến động, gia chủ nhận được sự chăm sóc và tôn trọng đến từ con cháu trong nhà, quan hệ hàng xóm láng giềng cũng hòa hợp. Xét về thiên can, Bính Dương Hỏa gặp kỷ âm thổ nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng và nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các gia chủ tuổi Bính Tuất, nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt. Tài lộc sẽ đến, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng này, gia chủ không phải đối diện và xử lý nhiều việc khó giải quyết, đồng thời cũng biết rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình chính là sức khỏe và niềm vui. Chính vì thế mà bản mệnh đã không còn so đo, tính toán hoặc nhúng tay vào quá nhiều việc. Bạn bắt đầu dành nhiều sự tin tưởng cho con cháu trong nhà và để con cháu tự giải quyết nhiều việc quan trọng. Nhờ vậy mà cuộc sống của bạn trở nên nhẹ nhõm và đơn giản hơn. Trong các công việc hàng ngày, người tuổi này nên biết tự lượng sức mà làm, không nên làm việc quá sức, dễ khiến cơ thể mệt mỏi, thậm chí là tổn thương không đáng có. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ tuổi Bính Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Khoản tiền tích góp được từ trước đó có thể giúp bản mệnh sống thoải mái mà không phải lo đến việc túng thiếu. Thêm vào đó, bạn thường xuyên nhận được sự quan tâm, chăm sóc của con cái nên hoàn cảnh sống đa phần là dư giả. Ở độ tuổi này, người làm ăn kinh doanh cũng cần chú ý đến việc nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe nhiều hơn, chớ vì những đồng tiền lời lãi mà làm quá độ, dễ khiến cơ thể mệt mỏi, phải tiêu tốn tiền trên phương diện sức khỏe. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ,
Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Đã đến độ tuổi này, gia chủ cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhiều hơn, đặc biệt tránh làm việc quá sức, dễ gây ra những tổn thương khó chữa trị. Gia chủ cũng nên duy trì tập thể dục phù hợp với sức của mình để cải thiện sức khỏe. Trong tháng gia chủ khó tránh những bệnh người già liên quan đến xương khớp, thị lực hay thần kinh. Tháng này gia chủ nên tránh việc di chuyển, sửa sang nhà cửa. Người cao tuổi cần chú ý bảo vệ sức khỏe, không tạo cơ hội cho các chứng bệnh cũ tái phát. Nên chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe một cách hợp lý thì có tác dụng nâng cao sức khỏe, giúp tinh thần thư thái vui vẻ, đồng thời cần có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, hợp lý. Nếu con cháu trong nhà bận rộn, không có thời gian chăm sóc, bầu bạn, mệnh chủ có thể tham gia các hoạt động phù hợp với sức khỏe của mình, tăng cường giao lưu với những người cùng độ tuổi sẽ giúp cải thiện tâm trạng. Các quý vị gia chủ tuổi Bính Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Bính Tuất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này gia đạo cát lành, gia chủ đối nhân xử thế hài hòa, thường tạo được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Nếu sống một mình, người tuổi này thường nhận được sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng, cuộc sống không có nhiều biến động. Mối quan hệ vợ chồng hòa hợp, đôi bên biết quan tâm và chăm sóc lẫn nhau, con cháu trong nhà đa phần ngoan ngoãn và nghe lời. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 năm 2022 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm đại dịch thổ, tháng Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu và tị thành kim cục, xung mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý và tuyệt Dần. Đối với những người tuổi Bính Tuất trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 8 năm 2022, tức ngày 31 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Bính Thìn, có nạp âm Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 8 năm 2022, tức ngày 12 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Mậu Thìn, có nạp âm Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 8 năm 2022, tức ngày 24 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Canh Thìn, có nạp âm Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Bính Tuất trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 8 năm 2022, tức ngày 30 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Ất Mão, có nạp âm Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch, ngày 16 tháng 8 năm 2022, tức ngày 11 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Đinh Mão, có nạp âm Lôi Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 8 năm 2022, tức ngày 23 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Kỷ Mão, có nạp âm Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 trong tháng 8 âm lịch. Hy vọng qua những kiến thức này sẽ giúp cho tất cả quý vị có được những hành trang vững chắc để bước vào tháng 8 âm lịch với nhiều những thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn chính là để thử thách chúng ta lớn lên,
Vậy nên quý vị cũng đừng quá bi quan vào cuộc sống của mình, mà hãy vững bước tiến lên và hoàn thành sứ mệnh của mình quý vị nhé. Rất cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh.